Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sau đây là bốn cảnh giới. Thứ nhất, sơ thiền thiên, ly sinh hỷ lạc địa, nghĩa là mình sẽ ly khai được phiền não của chúng sinh, đắc được món ăn thiền, sung mãn pháp hỷ, khoái lạc, ra khỏi sự mê đảo của chúng sinh và hướng tới con đường bồ đề của thánh nhân. Đạt tới cảnh giới thiền này thì không được mạo xưng, không được tự mình nói ra, mà phải được một vị thiện tri thức ấn chứng cho. Cảnh giới này có cách để chứng minh, tức là khi hơi thở của mình ngừng lại không còn hô hấp nữa, nhưng không phải là chết. Đây tức là nhập định hay nhập sơ thiền. Sơ thiền này khác hẳn với sự ngủ nghỉ. Quý vị đừng cho rằng ngủ tức là nhập định. Ngủ không những là còn hô hấp mà nhiều người còn ngáy pho pho, khiến kẻ khác nghe như sống vậy. Bởi vậy, sự hô hấp của quý vị đã ngừng hay chưa, những vị thiện tri thức nhìn sẽ biết ngay. Có kẻ nói rằng, tôi cảm thấy là tôi không còn hô hấp nữa. Đó tức là giả, tức là mạo xưng. Nếu mà biết thì mình vẫn chưa nhập được sơ thiền, nên không thể đem nhãn hiệu giả ra mà giao bán được. Nếu muốn phân tích tường tận, e phải viết cả khối sách. Nếu nói nhiều quá sẽ sinh ra chướng ngại cho quý vị, nên nói một chút thôi để tránh quý vị đừng sinh ra tâm cống cao tà kiến rằng mình đã nhập vào sơ thiền, cho mình như vậy tức là lừa dối kẻ khác. Thứ hai, nhị thiền thiên, định sinh hỷ lạc địa. Cảnh giới này thì cao hơn một bước, không những hô hấp đã đoạn rồi mà mạch tim cũng ngừng lại. Cảnh giới này không phải mình thể biết hoặc là có thể nói ra. Nếu nói mình đã đạt cảnh giới đó thì thử hỏi làm sao cảm thấy nó, ắt hẳn mình chưa hề nhập định rồi lại mạo xưng để lừa người khác chăng. Thứ ba, tam thiền thiên, ly hỷ diệu lạc địa. Tới được cảnh giới này thì hô hấp và mạch tim đều ngừng lại, đến ý niệm cũng không còn. Tới cảnh giới này thì mình ra khỏi sự hoan hỷ, xả đi vị thiền, không còn đắm trước gì nữa. Cảnh giới này so với sơ thiền và nhị thiền thì cao hơn nhiều. Lúc bấy giờ thì mọi sợi tóc mình cũng sinh ra hoan hỷ khác thường, lông mày con mắt đều tươi cười, hết sức vui sướng vô ngần. Thứ tư, tứ thiền thiên, xả niệm thanh tịnh địa. Đến lúc này tất cả mọi thứ đều là không, nhất niệm bất sinh toàn thể hiện. Nghĩa là khi một niệm chẳng dấy lên, chân tâm bản thể hiện bày. Tới được chỗ thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Nghĩa là ao hồ ngàn nước ngàn trăng hiện, vạn dặm không mây, vạn dặm xanh. Ở cảnh giới này thì mọi nơi đều thuyết pháp cho mình nghe, bởi vì lạc hoa lưu thủy diễn ma ha, nghĩa là hoa rơi nước chảy đều như nói pháp đại thừa. Cảnh giới này mình không biết được nó đâu, và cũng không được nói rằng tôi đến được tứ thiền thiên rồi. Nếu vậy là mình sinh ra đại ngã mạn, nói ra lời hết sức lếu láo. Điều này cũng cần phải có các vị thiện tri thức ấn chứng cho mình mới đúng được. Tại sao gọi thiện tri thức là người có mắt sáng? Bởi vì vị đó có thể nhìn và biết ngay công phu của mình đã đến trình độ nào rồi. Nếu mình muốn khảo nghiệm Ngài thì cứ thử xem, Ngài chẳng quan tâm gì đến điều đó cả. Nếu là chân chính thiện tri thức thì không có cách gì bị chúng ta khảo nghiệm được. Ngài không vì lẽ bị hỏi mà liền nói toạc ra đâu. Chỉ cần mình thân cận với Ngài sau một thời gian lâu thì Ngài sẽ nói cho mình biết, nhưng chưa chắc là Ngài nói rõ hết đâu. Có lúc Ngài dùng ví dụ hoặc chỉ thuyết vài câu đơn giản mà thôi. Cho nên mình không thể đi đâu cũng đánh chuông nổi trống mà nói rằng tôi đã thành Phật rồi. Nói như vậy là hết sức láo lếu, làm trò hề, tương lai sẽ đọa địa ngục, bị cắt lưỡi. Đó là điều hết sức đáng thương xót vậy. Ha ha ha,